với mức miền thì sẽ có ít nhất một domain controller và sẽ có một domain controller làm cái nhiệm vụ là master role điều hành toàn bộ. Một nhiệm vụ nữa là host the global catalog. Catalog thì catalog ở đây giống như quyển quyển danh bạ tra cứu đấy, mà nó chính là cái directory service, directory database. Đấy, nó là cái dữ liệu lưu trữ cấu trúc thư mục của cả hệ thống. Cái này rất quan trọng. Toàn bộ thông tin của cả hệ thống tổ chức theo cái dạng thư mục sẽ được lưu ở đây. Chức năng thứ tư là Support Group Policy. Policy là chính sách và Group Policy đó là thuật ngữ trong hệ thống của Microsoft nói về cái gọi là chính sách dành cho các nhóm. Chính sách ở đây là bao gồm các cái quy định, các quy tắc, rồi các cái thiết lập về hệ thống hay an toàn bảo mật dành cho các cái nhóm khác nhau. Đó. Thì việc mà quản lý nhóm này và áp dụng các cái chính sách lên nhóm như thế nào là do domain controller sẽ ghi nhớ và sẽ quản lý. Cuối cùng là cung cấp tính năng tạo bản sao, tức là replication domain controller. Đó là nó tạo thêm các cái bản sao của domain controller tham gia vào để với làm mục đích là dự phòng. Ví dụ như chúng ta thấy là nếu mà chỉ hệ thống chỉ có một domain controller, thì nếu cái domain controller mà có vấn đề phát sinh và bị lỗi thì toàn bộ hệ thống, toàn bộ domain sẽ không có cái thành phần quản lý và nó sẽ coi như là nó sẽ dừng hoạt động. Vậy thì bản sao nó sẽ có tác dụng để dự phòng và nó có thể là sẽ tăng cái hiệu suất vận hành của hệ thống. Ví dụ khi một hệ thống có quá nhiều máy tính và user thì một domain controller nó sẽ bị quá tải. Đấy, nên có thêm các bản sao dự phòng nó sẽ hoạt động đồng thời và nó sẽ có thể là chia tải cùng có chức năng trong trong Windows, nó sẽ có một cái chức năng gọi là cụm server và nó sẽ chia tải đều cho các cái domain controller trong cùng một domain. Tổng kết lại thì vai trò của domain controller là rất quan trọng trong hệ thống mạng của tổ chức doanh nghiệp. Và chúng ta ghi nhớ là trong một hệ thống có thể có sự góp mặt của nhiều domain controller, trong đó có duy nhất một operation master role, còn lại là các cái bản sao replication domain controller. Trong cái bản sao thì nó lại có một cái loại gọi là read only. Chúng ta xem cái sơ đồ read only nghĩa là gì? Nghĩa là nó sẽ sao chép copy cái dữ liệu cái global catalog từ cái một cái domain controller khác, có thể là từ master role, và nó lưu về máy của mình, nhưng mà cái cơ sở dữ liệu này sẽ được khóa ở chế độ là read only. Read only sẽ lưu trữ một phân vùng dữ liệu của ADDS database và chỉ cho phép truy vấn đọc dữ liệu từ đó, không cho phép sửa đổi trực tiếp, chỉ chấp nhận các thay đổi được sao chép từ các domain controller hợp lệ khác. Đấy. Có nghĩa là nó như là một bản sao chỉ đọc. Thì read only DC nó sẽ là giải pháp dành cho, thứ nhất là nếu chúng ta có các cái chi nhánh ở xa, văn phòng chi nhánh chẳng hạn, mà văn phòng chi nhánh đó thì cái bảo mật nó không được cao lắm, thì chúng ta có thể dùng trang bị cho nó cái chức năng là read only này, bởi vì nó sẽ có cung cấp cái khả năng bảo mật cao hơn domain controller trong trường hợp tránh cái việc mà bị truy nhập và sửa thông tin trái phép.
Tất nhiên thì RODC, read-only giữ vai trò master role rồi. Nó chỉ là một cái gọi là backup và thuộc dạng là bản sao dự phòng thôi, thậm chí còn không được phép sửa. Trên thực tế, nếu mà cái hệ thống của chúng ta phân bố trên nhiều các phân nhiều cái gọi là location hay là gọi là các site, site này là các cái khu vực nằm ở các vị trí địa lý khác nhau, thì để thuận tiện, tức là chúng ta thấy là tại mỗi một cái chi nhánh thì nó sẽ là một cái mạng LAN đúng không, và hệ thống thì kết nối thông qua có thể là mạng WAN. Thì chúng ta biết là nếu mà làm việc ở trong mạng LAN thì cái tốc độ và cái hiệu năng của hệ thống sẽ tốt hơn nhiều so với việc dữ liệu qua mạng WAN là mạng diện rộng. Vì vậy, để đảm bảo cái hiệu năng của hệ thống thì tại mỗi một cái site, một cái khu vực chi nhánh nên có một cái domain controller riêng. Và với các cấp độ khác nhau. Như tại trụ sở chính thì chúng ta sẽ đặt cái master role domain controller. Thì nó sẽ vừa là cái điều hành chính và nó sẽ đặt tại mạng LAN của trụ sở chính. Tại ví dụ văn phòng, một cái văn phòng chúng ta có thể đặt một cái replication và read only domain controller. Và ví dụ tại một cái trung tâm lớn hơn, nhiều tài nguyên hơn thì chúng ta đặt một cái có thể đặt một cái bản sao replication. Nó tùy thuộc vào cái quy mô và cái mức độ trang bị hệ thống thông tin cho từng một chi nhánh một. Chúng ta sẽ quyết định xem là sẽ đặt cái DC loại nào ở đâu. Ví dụ như ở đây, trụ sở chính Hà Nội, Master Row DC. Văn phòng chi nhánh thì là Read Only DC. Còn ở trung tâm nghiên cứu và phát triển thì chúng ta đặt một cái Replication DC, DC lập. Thì theo thứ tự, bao giờ cái Master Role DC này cũng phải được triển khai đầu tiên. Đấy, nó là có cái đầu tiên. Tiếp theo thì mới đến được các cái DC backup. Các DC backup này khi được triển khai thì nó sẽ phải kết nối với cả Master Role để nó sẽ nhận cái sự chuyển giao về dữ liệu cái bộ global catalog từ DC master role sang. Đó. OK, bây giờ chúng ta sẽ đi vào hệ thống và sẽ ra một cái master role cho trên hệ điều hành Windows Server cho một cái domain.
tại server này đang có 3 cạc mạng nhưng mà chỉ có một cạc mạng active, và nó sẽ chính là cạc mạng kết nối ra bên ngoài mạng với mạng wifi active tiếp. Nhận được cho nên nó dùng cái auto configuration API 3. Trên cái server này chúng ta đã cài đặt các hạ rô rồi, có application server file service và web server. Đối với cả domain controller, người ta thường dành riêng một server và không cài thêm một cái các cái role không liên quan lên trên cái domain controller này. Đó. Hiện tại thì có thể remove và service thì vấn đề okay. Để làm file service remove file service hoặc là nếu chúng ta đang dùng máy ảo, chúng ta nhớ là máy ảo có một chức năng đấy là chức năng snapshot thì mình có thể quay lui lại cái trạng thái ban đầu khi mà chưa vừa mới cài đặt xong và cấu hình xong, chưa kích hoạt cái tính năng hay là cái role service nào cả. Tốt nhất là bây giờ trạng thái này mình sẽ không phải khởi động lại máy nữa. Restore virtual machine state, VMware sẽ tự động chuyển cái máy ảo này về cái trạng thái tại cái thời điểm mà chúng ta là ghi nhận cái snapshot này. Ok. Container name của chúng ta thì bây giờ là đang để khá là thoải mái. Và một cái tên này là do hệ thống tự chọn. Sau chúng ta nên sẽ phải đổi tên cái máy này theo domain name. Nó hoạt động ở chế độ domain chứ không còn ở chế độ workgroup nữa. Bây giờ thì mình có thể bắt đầu cấu hình cái domain và triển khai cái domain controller trên server này. Thì vai trò chức năng của nó là đây, chúng ta thấy là directory domain service, click vào đây, add requirement.
cài đặt cái Active Directory Domain Service này nó sẽ hơi lâu hơn một chút so với các cái vai trò khác. Đây, cài đặt xong rồi. Xuất hiện thêm cái role ở trong cái cây chu mục role đối với Server Manager. Tuy nhiên thì lúc này thì cái cơ sở dữ liệu vẫn chưa được cài đặt và role vẫn chưa được kích hoạt đâu. Đấy, chúng ta cần thêm, chúng ta kích vào đây thì nó chưa hoạt động. Chúng ta cần thêm một bước nữa, đấy là chạy cái chương trình dịch vụ là DC Promo, tức là nâng cấp gọi là hay là cấp giao quyền DC cho cái nâng cấp server này lên thành DC Domain Controller. Còn cái việc vừa lúc nãy chúng ta mới chỉ là cài cái dịch vụ domain role, à cài cái role service lên thôi. Chính thức bước vào active. Tên của chương trình đấy là DC Promote. Promote server to DC. Và bây giờ là bắt đầu cái installation wizard phải bắt đầu hiện ra. Chúng ta chọn cái chế độ là User Advanced Mode, cài đặt nâng cao. Đầu tiên thì nó sẽ hỏi chúng ta là đi cái deployment function, tức là cái triển cấu hình triển khai này là chúng ta muốn triển khai cái server này thành DC cho một cái existing forest, là một cái tập hợp các cái miền đã có sẵn, hay là tạo ra một cái new domain, một cái miền mới. Thì chúng ta chưa có cái domain nào cả, đúng không? Thì cái DC đầu tiên, cho nên là chúng ta sẽ tạo ra một cái new domain trong cái lựa chọn này. Sau đó là chúng ta phải chọn fully qualified name, cái dạng tên miền có phân cấp đầy đủ, và để lựa chọn cái tên miền phân cấp đầy đủ được chúng ta sẽ cài đặt DC. Ví dụ như là chúng ta chọn là 63it2.com chẳng hạn. Okay. Sau đây chúng ta chọn BIOS name, thì nó đang có thể lấy nguyên cái tên là 63IT2. Bây giờ đến chọn cái forest functional level, thì mình có thể chọn cái Windows Server 2008 Error Release 2 và bắt đầu vào. Ở đây nó cần có additional domain controller option, là cái những cái tùy chọn bổ trợ thêm cho domain controller, đấy là chọn một cái option cho là DNS server. Thì nếu mình chọn thế này thì nó sẽ cài thêm cái vai trò DNS server cho cái server.
Thường thì server nó sẽ tự nghĩ là tất cả các cái địa chỉ IP là đều phải chúng ta là chọn chín, rồi mình sẽ cố định cái địa chỉ này lại thành địa chỉ sinh. Đây là những nơi mà sẽ lưu dữ liệu của Active Directory Service. Ta cần có đặt mật khẩu cho cái master role, đây là cái dịch vụ restore, khôi phục lại. Chúng ta chọn cái mật khẩu chú ý. Đến đây là đang là quá trình cài đặt DNS server và sẽ cài đặt tạo ra các catalog tất cả các object ở trong cái directory database đó sẽ được tạo ra. Quá trình này thì nó cũng cần khoảng độ đã xong rồi. Sau khi cài xong thì chúng ta chính thức phải khởi động lại máy. Không lâu lắm đâu, khá là nhanh. Ok, chúng ta nghỉ giải lao đã. Tiết một. Ok, chúng ta nghỉ giải lao nữa nhé.
Chúng ta tiếp tục nha. Alo. Dạ vâng ạ. Sau khi chúng ta đã promote cài đặt VS Active Directory Domain Service Pro và promote server này trở thành Domain Controller, thì lúc này khi chúng ta đăng nhập và trở lại máy khởi động lại thì chúng ta thấy là cái tài khoản Administrator của chúng ta là tài khoản vẫn vốn là tài khoản quản trị trên cái máy server này. Bây giờ nó đã được chuyển tự động thành tài khoản quản trị của Miền. Role hiện tại, các vai trò của tôi hiện tại đang là DNS Server và Active Directory Domain Service. Hiện tại computer name nó vẫn giữ cái tên cũ nhưng mà nó đã được thêm vào miền, cho nên là tên đầy đủ, nó gọi là full computer name là win7ntee gì đó, sau nó chấm và đằng sau là cái domain name. Cái máy này đang thuộc về 63it2.com. Hiện tại nếu chúng ta không muốn thay đổi, không nên giữ cái tên mặc định đó. Thì chúng ta sẽ sửa cái tên này thành ví dụ tên Domain Controller. Cái này nó mỗi lần sửa tên máy chúng ta là phải khởi động lại một lần. Ngay từ đầu mà Windows sẽ chọn cho chúng ta một cái tên ngẫu nhiên. Sau khi có ADS rồi thì một bước tiếp theo là chúng ta sẽ cấu hình Domain Name Server cho cái dịch vụ Active Directory Service. Bởi vì lý do sau này là khi chúng ta đã có tên miền thì tất cả những cái máy tính hoặc là những cái tên đại diện của organization unit các thứ là nó được gắn với miền cả. Và do đó thì domain sẽ sử dụng hệ thống tên miền domain name service dành cho các máy tính trong mạng.
thể. Cho nên là chúng ta sẽ dần cấu hình cái domain name service cho cái miền quản trị của mình. Bây giờ với server này chúng ta có hai vai trò là DNS server và IP directory domain service. Máy này tên là DC. Forward lookup John. Cái bảng ghi này bây giờ không còn giá trị nữa bởi vì chúng ta đã thay đổi tên rồi đúng không? Ta phải xóa cái bảng ghi này đi. Cái tên 7LTE này không còn nữa, chỉ còn máy là DC thôi. Thì máy DC ở đây, dc.63it2.com thì địa chỉ của nó là 192.168.31.79. Đây cấu hình thì nó có hai lựa chọn, một là cái John lookup thì là do server này quản trị hay là DNS. Thì chúng ta đọc tùy chọn là để hết tất cả cái server này. John name, John. Allow only secure dynamic update. Source this DNS server forward query. Có nghĩa là nếu mà DNS server này không tìm được cái địa chỉ tương ứng nó trong cơ sở dữ liệu của chính nó thì nó sẽ forward cái query truy vấn địa chỉ IP cho một server khác. Đấy. Thì ở đây nó sẽ hỏi là source this DNS server forward query, mình chọn là yes và mình sẽ thêm cái IP address của cái server mà sẽ nó là cái server DNS server mặc định ở là cái router Wi-Fi mà cái server này đang kết nối đến. Thực tế thì
Thế còn đối với cả dịch vụ Active Directory Domain Service thì nó sẽ quản trị thứ nhất là User and Computer và thứ hai là Site and Service. Hiện tại thì về Site thì chúng ta sẽ chưa có cấu hình của các Site. Chúng ta mới có một Site duy nhất nên là chỗ này nó chưa có cấu hình cụ thể. Nếu chúng ta có thêm Site chúng ta sẽ vào đây để tạo New Site. Còn đối với quản trị user và computer thì nó sẽ có các thành phần sau. Thứ nhất là built-in là các cái nhóm mặc định đã được tạo ra sẵn trong hệ thống domain này. Các group. Mục thứ hai là các computer thì hiện tại các máy tính mà cái domain controller này đang quản lý. Hiện tại thì chưa có máy tính nào. DC thì chính là cái máy này. Các domain controller hiện giờ đang có ở trong cái miền này chỉ có mỗi một cái thôi. Và nó sẽ đóng vai trò role master role. Các cái service mà quản trị. Chưa thêm vào. User thì đây là các user mặc định được tạo ra. Trong đấy thì có administrator, đây sẽ là người quản lý. Cái type của nó là user, còn lại các cái phần còn lại đây là các security group, các cái nhóm được đặt ra để chuyên trách một cái công việc gì đó cho từng người sử dụng trong hệ thống. Và mỗi nhóm này sẽ được cấp những cái quyền tương ứng. Những user mà được tham gia vào nhóm này thì sẽ đương nhiên sẽ có những cái quyền và cái quản được cái đặc quyền tương ứng với các cái nhóm này. Chính vì vậy nó gọi các cái nhóm này là security group bởi vì nó dùng để phân quyền security cho các cái user trong hệ thống. Ngoài ra thì chỉ có hai user là administrator và guest, guest là khách và admin là người quản trị thôi. Ok, đấy là cái cấu hình dữ liệu của Active Directory lúc ban đầu. Thì người quản trị chúng ta sẽ phải từng bước thêm các cái tài nguyên, các thành phần của hệ thống như là user vào trong này và nó sẽ xuất hiện ở trong các cái thư mục tương ứng. Bài thứ ba, đấy chính là cái nội dung của bài 3, quản trị user group và computer. Đây là các thành phần các đối tượng cần quản trị ở trong một domain. Nó bao gồm có user account là tài khoản người dùng, group là nhóm. Đối với nhóm thì nó lại có thể có đặt thuộc bên trong một nhóm khác, nó gọi là nesting group hay là nhóm lồng nhau. Thì là nhóm này làm tổ ở trong một nhóm khác, nesting là tổ. Build default, build in group là các nhóm mặc định. Rồi security group là các cái nhóm dùng để quản trị phân quyền cho an toàn thông tin. Computer account là các tài khoản máy tính. Đối với cả user account thì tài khoản người dùng là một đối tượng chứa toàn bộ các thông tin về một người dùng trong. Người dùng này là người dùng trong domain, không phải là người dùng trên một máy tính cụ thể. Đó. Thì với tài khoản thì nó sẽ có thể là quản trị bằng cách là cho phép hay là từ chối đăng nhập vào trong domain. Rồi cấp quyền cho người dùng domain truy nhập vào các cái dịch vụ của domain. Đấy, quản lý người dùng truy nhập vào các tài nguyên dùng chung trong domain như là máy in, printer, file and directory, database, application, v.v. Thành phần thứ hai là
cái đối tượng quản lý thứ hai của domain là group. Group là một tập hợp của các user account hoặc là các computer account hoặc và context, và một group này có thể là một thành phần của một group khác, tức là nhóm nằm bên trong nhóm. Đối với group thì có hai dạng cơ bản, một là security group là nhóm bảo mật, mục đích của nó là để phân quyền truy nhập cho các cái thành viên của nhóm. Nó sẽ được nhóm lại, nhóm các lại để quản trị về bảo mật và phân quyền. Nhóm này là nhóm sử dụng chính ở trong domain. Bởi vì đối với domain thì cái việc phân quyền và bảo mật rất là quan trọng. Một dạng nhóm thứ hai là distribution group. Thì nhóm này chỉ mục đích là để phân phối thông tin thôi. Ví dụ chúng ta muốn gửi một cái email hoặc là muốn gửi một cái thông báo đến một cái tập hợp các cái user chẳng hạn, thì chúng ta nhóm cái các user đó vào chung một nhóm và để gửi thông tin và thông báo một cách nhanh nhất. Đấy, chúng ta sẽ không phải thông báo từng user một. Thì cái nhóm này nó mục đích của nó chỉ là để phân phát thông báo, phân phối các cái thông báo đến các user thôi. Đối với nhóm thì nó có ba cái phạm vi có tác dụng của nhóm. Đó là nhóm cục bộ domain, domain gọi là domain local. Nó sẽ thuộc phạm vi bên trong nội bộ của domain thôi. Và nó không có tác dụng ra bên ngoài, không có cái tác dụng phân quyền ở bên ngoài domain đấy. Nhóm thứ hai, phạm vi thứ hai là gọi là nhóm global. Và global giống như là toàn cầu. Ví dụ domain là một cái domain local là cái phạm vi của nó là hẹp nhất. Thứ hai là global là toàn cầu. Và thứ ba là universal là toàn vũ trụ. Universal chúng ta dịch ra nó là toàn vũ đấy, kiểu vậy. Global là mang tính chất là toàn cầu. Thực ra thì đấy là cái tên thôi, tên để đặt cho ba cái phạm vi. Bây giờ chúng ta cần phân biệt giữa local user và domain user. Local user thì được hiểu như là một cái tài khoản người dùng ở trên từng máy tính một, và nó sẽ chỉ có ý nghĩa nội bộ trên cái máy tính đó thôi. Đấy. Thế còn domain user là một tài khoản người dùng trên phạm vi của domain, và nó không bị giới hạn trong một máy tính nào cả. Đấy. Khi một máy tính mà đã tham gia vào domain ấy, thì chúng ta có thể đăng nhập vào bằng một cái domain user nào. Đấy, không nhất thiết là phải đăng nhập bằng local user mà sẽ đăng nhập bằng bất kỳ một cái tài khoản của domain. Đấy, chúng ta sẽ có thể là đăng nhập cùng một tài khoản domain trên nhiều máy tính khác nhau của domain đó. Đấy, không bị và mỗi khi đăng nhập trên một máy tính thì nó sẽ cấu hình để chúng ta nó sử dụng cái máy tính đó nó giống nhau, không có gì khác. Đăng nhập trên máy này hay trên máy kia nó đều có ý nghĩa tương tự, không phải nhất thiết phải chọn một cái máy tính cụ thể. Local user là tài khoản user có hiệu lực riêng trên một máy tính nhất định, còn domain user là tài khoản user có hiệu lực trên toàn domain. Một tài khoản local user khi tham gia vào có thể sẽ trở thành một tài khoản domain user. Local user thì chỉ đăng nhập trên một máy tính nhất định. Còn domain user thì có thể đăng nhập từ một máy tính bất kỳ ở trong domain. Không bị giới hạn, phải là một máy tính cụ thể nào cả. Tương tự thì chúng ta sẽ có khái niệm local group và domain group, thì nó cũng thay vì là user thì nó là một nhóm thôi, còn các cái phân biệt thì nó cũng tương tự.
Vậy thì chúng ta sẽ hiểu là với local user chúng ta có thể login vào được một máy tính riêng biệt và sử dụng các cái chương trình trên máy tính đó. Nhưng chúng ta không thể nào là kết nối vào domain và sử dụng các dịch vụ cũng như là các cái chức năng ở trên domain được. Đấy. Muốn sử dụng như thế chúng ta phải có một tài khoản domain user. Cái này thì nói về cái việc gọi là chúng ta tổ chức các cái nhóm lồng nhau. Tại sao? Đầu tiên là muốn nói đến cái lợi ích của việc tổ chức nhóm. Tổ chức nhóm thì nó sẽ với những hệ thống mà có số lượng user lớn thì việc tổ chức nhóm sẽ giúp cho chúng ta quản trị các cái chính sách đối với cả user nó dễ dàng hơn. Chúng ta đưa tất cả user có những cái chính sách giống nhau vào một nhóm. Có những cái quyền truy cập và bảo mật chung vào một nhóm, sau đó chúng ta sẽ cấu hình trên cái nhóm đó thay vì phải cấu hình trên từng user một. Đó. Thế nên là nhưng mà trong những cái mô hình của hệ thống mà phức tạp thì nó có những trường hợp là nhóm này lại thuộc nhóm kia, ví dụ như là nhóm người làm dự án A thì lại cũng có thể là thuộc về một cái phòng ban hoặc là thuộc về một cái trung tâm B, trung tâm nào đấy, XCI thì đấy chẳng hạn. Họ làm một cái dự án nhưng mà họ lại đến từ những cái đơn vị khác nhau. Thì rõ ràng là họ có những cái chung và những cái riêng. Thì để đảm bảo những cái vấn đề như vậy thì người ta sử dụng cái gọi là nhóm lồng nhau. Nghĩa là nhóm này lại là thành viên của một nhóm khác. Thì trong cái hệ thống này thì người ta có chú ý về cái thứ tự lồng nhau của các nhóm như sau. Tức là người ta khuyến nghị là thứ nhất là chúng ta sẽ đưa tài khoản của user account vào trong một cái nhóm có cái phạm vi là global. Và nhóm có phạm vi global sẽ đặt vào bên trong nhóm domain, domain local. Chúng ta sẽ phân quyền. Đấy. Đấy, với doanh nghiệp bình thường thì chúng ta sẽ làm theo cách này. Tức là domain local sẽ là cái nhóm bên ngoài cùng, trong đó thì sẽ đặt các nhóm global và bên trong các nhóm global là đặt cái tài khoản. Còn đối với những doanh nghiệp lớn hơn là những cái doanh nghiệp mà nó có thể có nhiều và các domain nó sẽ tạo thành forest tức là rừng, thì lúc này nó có 3 cấp, nó cần thêm một cấp nữa là cấp universal. Thì account sẽ đưa vào global, global đưa vào trong universal, universal là đặt ở trong local, domain local và sau đó là phân quyền. Cái Building Group này thì lúc nãy thầy cũng đã giới thiệu qua rồi. Đấy, nó là các cái nhóm đã được tạo sẵn. Mỗi một cái nhóm mô tả description ở đây, tức là mô tả về cái vai trò chức năng của cái nhóm này là gì. Ví dụ như nhóm domain user thì là đại diện cho tất cả những cái người dùng của domain. Rồi nhóm domain admin là nhóm được thiết kế cho những cái người quản trị của domain. Đấy.
Ví dụ chúng ta có domain admin này là designated administrator of the domain. Cái group, mỗi một cái nhóm nó sẽ có group của nó. Cái tất cả các nhóm, tất cả các cái nhóm được tạo sẵn này, nó gọi là các nhóm global, các cái building, các nhóm global hết, gần như là như vậy. Đấy, riêng nhóm enterprise admin thì lại là nhóm universal, là nhóm quản trị doanh nghiệp. Trong doanh nghiệp thì nó lại có thể có nhiều domain đúng không? Quản trị domain chưa chắc đã là quản trị doanh nghiệp. Quản trị doanh nghiệp thì nó lại còn ở cấp, có thể ở cấp cao hơn. Còn một số nhóm là digital. Ví dụ như là DNS admin. Tại sao nó là domain local? Bởi vì là nó quản trị riêng cái DNS cho cái domain 63it2.com này thôi. Đấy. Nếu mà một domain khác thì nó lại có thể là sẽ có một cái nhóm khác tương ứng với cả cái vai trò này. Còn ví dụ domain controller thì nó là một nhóm global. Domain admin cũng vậy. Domain user cũng vậy. Là cái nhóm gọi là ở cái cấp độ global. Có nghĩa là những cái người dùng mà được đưa vào cái nhóm domain user này thì nó sẽ được phân phối những cái quyền chung với mọi. Nó sẽ áp dụng chung cho cái chính sách cho các cái user này với như các domain khác nhau. Nếu tôi là một cái user thuộc domain nhóm domain user này thì tôi sẽ có một số cái quyền nhất định. Và nếu tôi thuộc về domain 63it2.com thì tôi sẽ thêm những cái quyền riêng cho với cái domain này. Chúng ta có thể tạo thêm group ở đây. Group name. Group ta đặt nó là domain local. Group này là group mà không áp dụng cho toàn bộ các cái domain khác nhau mà nó chỉ áp dụng cho riêng cái domain 63it2 này thôi. Ví dụ là project, dự án 1 chẳng hạn, hay là đồ án số 1. Cách hướng dẫn về domain lồng nhau thì ví dụ domain user này chúng ta có thể cho nó vào group project 1 check name. Okay. Thì bây giờ chúng ta thấy là project 1 nó có nhóm lồng bên trong nó là domain user.
Điều này nghĩa là gì? Nghĩa là những thành viên của project 1 sẽ có những thành viên là bắt buộc phải là domain user. Đấy. Account đưa vào global đưa vào local domain local, sau đó chúng ta sẽ phân quyền ở trên cái domain local này. Vương Trung hả? Tập đạo tiên của sản phẩm Password. Rồi user này chúng ta có thể đưa user vào group để quản lý, đưa vào project 1, project 1. Remote asset được từ xa được. Thì một user khi được tạo ra thì nó sẽ đương nhiên thuộc về cái nhóm là domain user, tức là nó là nhóm người dùng của domain, và thứ hai là nó sẽ thuộc về nhóm project one này. Một số quy tắc quản lý tài khoản account trong hệ thống. Cái này thì nó cũng đơn giản thôi. Thế là
chúng ta phải bắt buộc người dùng là quản lý chặt chẽ cái tài khoản của mình, không cho phép chia sẻ tài khoản, đặt tài khoản theo quy tắc và đặt các cái mật khẩu có cái mức độ bảo mật cao, cấp, duy trì và thu hồi ở cao theo chính sách của tổ chức. Rất nhiều công ty mà khi nhân viên nghỉ việc lại quên không thu hồi một số những cái tài khoản đã được cấp, dẫn đến việc là nhân viên vẫn có thể là truy nhập vào được hệ thống, gây mất an toàn thông tin. Các quy tắc tiếp theo là hãy sử dụng tận dụng được cái các cái built-in group đã được tạo sẵn, bởi vì đây là các cái group đã được Microsoft là đã đặt ra những cái group có tác dụng, có những cái mục đích riêng và được thiết kế sẵn cho hệ thống rồi. Đấy, chúng ta hãy tận dụng nó. Hãy tổ chức các cái nhóm theo nesting group theo quy tắc. Đó. Tránh phân quyền trực tiếp cho thành viên, phân quyền theo nhóm. Kiểm soát và hạn chế việc tạo ra các cái tài khoản mới trong hệ thống. Hãy đặt tên cho các cái vai trò chức năng trong hệ thống. Ví dụ như là domain admin là nhóm các quản trị viên domain chẳng hạn. Nếu mà số lượng user và số lượng nhóm của chúng ta tương đối ít thì chúng ta có thể tạo trực tiếp ở trên giao diện của Server Manager. Còn nếu như mà cái số lượng user ta rất là nhiều thì nó sẽ có những cách riêng để mà tự động hóa cái việc tự động thêm các cái user vào trong hệ thống theo những cái kịch bản có sẵn. Ở đây là chúng ta sẽ làm việc với cả là giao diện dòng lệnh thao tác với server, nó gọi là Windows PowerShell. Thì những cái kỹ năng PowerShell là nó dành cho kỹ năng quản trị nâng cao rồi, tức là chúng ta sẽ có thể lập trình hoặc là tạo các cái script, các cái chương trình dưới dạng script để chạy tự động trong cái việc quản trị hệ thống và dùng các câu lệnh. Ví dụ chúng ta muốn thêm một số lượng user lớn chẳng hạn thì cái thông tin của chúng ta có thể đưa vào một cái file dữ liệu dưới dạng ví dụ như là file CSV, CSV. Sau đó thì chúng ta sẽ chạy các câu lệnh ở trong PowerShell thêm các cái tài khoản đó vào trong cái Active Directory của hệ thống một cách tự động. Khi chúng ta sử dụng thêm lần lượt một cách thủ công thông qua giao diện này, với số lượng user tương đối ít thì chúng ta có thể làm như vậy được, nhưng số lượng user ví dụ nhiều hơn chẳng hạn, hoặc là các công việc cần tự động hóa thì lúc đấy chúng ta sẽ sử dụng đến Windows PowerShell. Nhưng đây là một cái gọi là tương đối advanced của trong việc quản trị. Đấy. Khi mà chúng ta đã thành thạo các cái công việc và các cái chức năng của hệ thống rồi thì lúc đấy chúng ta sẽ sử dụng cái PowerShell này để nâng cao cái hiệu năng và cái tốc độ cũng như là cái sự tiện dụng khi mà quản trị với số lượng lớn. Ok, chúng ta nghỉ giải lao một chút.
Chúng ta tiếp tục nha. Phần tiếp theo là sẽ nói về organizational unit và một cái chức năng khá quan trọng trong human service, đấy là vấn đề quản trị chính sách nhóm, group policy. OU, organizational unit, đơn vị tổ chức hay là gọi tắt trong thuật ngữ của IT Directory, chúng ta gọi tắt đấy là OU hay là OU. Thì organizational unit nó là một cái đơn vị thuộc bên trong một domain. Khi mà một domain phát triển với cái nhiều cái thành phần bên trong, nhiều bộ phận bên trong, thì lúc này cái việc mà quy tập các cái user rồi các cái tài nguyên như là computer hay là các dịch vụ, nó có thể là sẽ làm cho domain trở nên cồng kềnh và khó quản trị. Lúc đấy chúng ta cần chia domain thành các cái organizational unit. Bên trong nó cũng có khả năng là bao hàm nhiều các đối tượng khác như là user và computer account. Đấy, một OU thì nó giống như là một nhánh hay là một cái lá ở bên trong một domain. Domain thì giống như một cái cây, còn các cái OU thì giống như là một nhánh, một cái cành nhánh ở bên trong. Thế còn các cái lá, các cái nút lá thì nó chính là các cái user và là các computer account. Có thể triển khai OU trong một domain theo cấu trúc phân cấp hình cây dựa trên vị trí địa lý, sơ đồ tổ chức, các nguồn tài nguyên hoặc là các cái yêu cầu đặc thù về mặt quản trị. Việc tạo ra các OU thì cũng khá là đơn giản. Ví dụ trong một domain như này, hiện tại thì nó chưa có các OU đúng không? Chúng ta có thể click chuột phải vào domain. Sau đó chúng ta chọn chức năng là New và lựa chọn là Organizational Unit. Cái việc mà chia ra các unit như này thì ví dụ như trong một lớp chúng ta chia thành các tổ chẳng hạn. Tổ thì gọi là team. Ví dụ trong một lớp có 4 tổ thì có từ team 1 đến team 4 chẳng hạn. Team 1. Thì sau đó cái organizational unit nó sẽ xuất hiện bên trong thư mục bên dưới của domain. Chúng ta cũng có thể đưa tức là thêm các cái dịch chuyển các cái user và các computer sang các OU này. Và tôi chọn chức năng là move. Ví dụ chúng ta muốn chuyển user này sang OU. User này đang là thuộc về cả là user chung của domain, nhưng mà chúng ta muốn chuyển nó sang một OU cụ thể. Chúng ta sẽ chọn chức năng là move và đưa nó vào team 1. Như vậy user sẽ rời khỏi cái thư mục chung của domain và nó sẽ xuất hiện ở team 1. Tuy là ở trong một cái OU cụ thể nhưng với nó, tức là cái user này vẫn là thành viên của các cái nhóm quản trị, các nhóm quản trị về bảo mật, như là nó vẫn thuộc về nhóm domain user, là nhóm user cho cả domain này, và nó thuộc thêm về một cái nhóm là dự án 1 chẳng hạn. Đó. Thì đối với cả team, đối với cả OU thì nó có một chức năng quan trọng nữa, đấy là Delegate Control. Delegate Control là một cái cơ chế giúp cho người quản trị của domain, tức là domain administrator, có thể là chuyển giao cái quyền điều khiển nhất định
của cái OU cho của cái OU bên trong cho một cái user thuộc OU đó. Tức là cái nó gọi là cái quy tắc mà sẽ là chia sẻ quyền quản trị, và cũng là sẽ giảm cái công việc như trách nhiệm của người quản trị domain bằng cách là sẽ giao phó quyền quản trị cho một cái thành viên, có thể là trưởng nhóm hay là người đứng đầu của một cái organizational unit. Chúng ta sẽ chọn cái user. Check name. Đấy, chọn user Trung Vương để làm cái người sẽ chuyển, người sẽ nhận cái quyền delegate control. Và sẽ chọn cái quyền mà anh ta sẽ cấp cho, chuyển giao cho cái user đó. Ví dụ như những cái quyền sẽ được liệt kê trong cái danh sách này. Chúng ta cần muốn chuyển cái quyền nào, chúng ta tích vào đây. Thứ nhất là create, tạo, xóa và quản trị user account. Tất nhiên ở đây là chúng ta cái người có khả năng là quản trị, tạo, xóa và quản trị những cái user account thuộc cái organization unit đó thôi. À, reset password, read user information. Đó. Manage policy group link, v.v. Finish. Như vậy, sau khi delegate control xong thì user nhận được cái quyền đó sẽ có khả năng thực hiện cái công việc. You choose to delegate control of object in the following folder team mode. Đấy, tức là cái đây là cái quyền điều khiển các cái object nằm trong cái folder tương ứng với cả cái OU team mode thôi, và sẽ chuyển cho cái tài khoản hoặc là nhóm, chuyển cho trực tiếp cho một người thôi, không phải là nhóm, là một user cụ thể. Và cuối cùng là triển khai group policy. Cái này còn gọi là chính sách nhóm. Thì muốn có group policy, chúng ta phải tạo ra các group policy object, viết tắt là GPO, group policy object, và áp dụng các cái GPO đó vào domain hoặc là vào các cái organizational unit. Ok, thì chính sách nhóm policy, group policy object là nó sẽ cho phép cái nhà quản trị hệ thống có thể áp dụng các cái quy tắc nhất định lên nhiều đối tượng như user và computer. Đối với cả nhóm phân quyền security thì là nó quy định là các cái quyền hạn và khả năng của phân quyền truy nhập cho các nhóm và các user thuộc các nhóm đó. Thế còn group policy là nó là để cái nhà quản trị phải cấu hình những cái quy tắc lên trên một nhiều đối tượng. Những cái công việc cần sử dụng group policy ví dụ như là áp đặt một cái cấu hình chuẩn cho thiết bị, cho máy tính, hoặc là quy định là các cái máy tính hoặc là các user phải thỏa mãn các cái điều kiện như thế nào, ví dụ như là điều kiện về mật khẩu, điều kiện về các cái ví dụ các quy tắc liên quan đến mật khẩu, hoặc là các liên quan đến việc mà trong quá trình làm việc sẽ phải đảm bảo là máy tính sẽ được cài đặt những cái chương trình như thế nào,
phải chạy những chương trình gì khi mà máy khởi động, vân vân. Rồi nó sẽ liên quan đến việc triển khai phần mềm ở trên các máy tính. Cái này nó rất cần thiết, bởi vì trong trong những tổ chức có những cái bộ phận là chúng ta cần thiết phải triển khai các cái máy tính với những cái bộ phần mềm và cấu hình giống nhau, đảm bảo một cái tiêu chuẩn nào đấy. Thì làm thế nào để có thể áp dụng lên trên các máy tính hả? Thì người ta sẽ đặt cái group policy này. Những máy tính mà chưa đủ cái đạt cái tiêu chuẩn đó thì sẽ có thể là sẽ không thể nào mà tham gia vào domain được chẳng hạn. Phải có đảm bảo các cái quy định quy chuẩn về hệ thống và phần mềm ở một cái chuẩn nhất định. Cái thứ ba là thiết lập và áp dụng các cài đặt về bảo mật security setting. Chính là cái ví dụ cài đặt mật khẩu phải nói lúc nãy. Và cuối cùng là thiết lập môi trường làm việc nhất quán trên máy tính, consistent desktop environment. Trong group policy thì nó cũng có hai loại là group local group policy là máy tính nào, máy tính cá nhân nào cũng có. Nó gọi là chính sách cục bộ. Và bao giờ nó cũng có một cái chính sách mặc định về các cái thiết lập của máy đó. Thế còn đối với domain thì nó có domain group policy là chính sách áp dụng trên miền và nó là tách rời khỏi local group. Đối với một máy tính thì nó sẽ phải thỏa mãn đồng thời cả local group policy và domain group policy khi mà nó đăng nhập vào domain. Đó. Nó có local thì nó có hiệu lực đối với cả local user, domain user và những cái thiết lập local computer setting. Còn domain group policy thì nó chỉ có áp dụng khi mà cái máy tính đó đăng nhập vào domain thôi. Thì để tạo ra những cái chính sách đó thì chúng ta sẽ tạo và quản lý cái GPO group policy object. Nó có một cái công cụ là gọi là Group Policy Management Console để tạo ra các cái quản lý chính sách GPO trong domain. Đó. Tự động tắt rồi. Cái công cụ để quản lý group policy chúng ta vào program, start program, administrative tool. Có cái công cụ là group policy management.
Hiện tại thì nó đang ở domain là 63IP2.com. Forest thì hiện tại có mỗi một domain cho nên là nó sẽ lấy cái 63IP2.com. Domain có một domain 63IP2.com. Size thì chưa có. Thế thì trong cái domain 63IP2.com này nó sẽ có, thứ nhất là default domain policy. Đây là cái chính sách, đây là cái domain policy object mặc định dành riêng cho cái miền 63IP2.com này. Mỗi một miền được tạo ra bao giờ nó cũng có một cái default domain policy. Ở cái thư mục này nó sẽ ghi nhận là các cái domain policy có trong cái domain này. Có hai cái, đấy là default domain policy chính là cái này và default domain controller policy. Thì default domain controller policy là nó áp dụng riêng cho những cái máy tính mà đang là đóng vai trò là DC, là domain controller. Còn lại cái default domain policy là áp dụng cho tất cả các thành phần có ở trong domain. Nếu mà chúng ta muốn thay đổi chính sách gì đó của default, chúng ta có thể sửa chữa trực tiếp vào đây và chọn click và chọn. Thứ nhất chúng ta xem cái GPO status này, nó enable, nó đang được kích hoạt. Đó. Và nó link với cả 63IP2.com. Ở đây nó có một chế độ nữa là enforce, có nghĩa là cái chế độ gọi là áp đặt bắt buộc với cả cái miền này. Thì khi áp đặt bắt buộc thì nó sẽ có hiệu lực và nó sẽ tất cả những cái đối tượng thành phần của trong domain ngay lập tức là nó sẽ phải reset lại để chấp nhận các cái thay đổi trong cái chính sách. Thì link là nó liên kết, còn enforce là một cái cấp độ nó áp dụng mà mạnh hơn, nó đưa ra cái cơ chế gọi là bắt buộc. Domain cái này thì nó áp dụng với cả domain controller location. Đây này, chúng ta muốn thay đổi chính sách thì chúng ta sẽ chọn edit. Trong cái phần edit này nó có hai cái lựa chọn, hai cái cấu trúc của nó sẽ có là thứ nhất là computer configuration, cấu hình máy tính, và thứ hai là user configuration. Computer configuration là nó sẽ áp dụng cho tất cả các cái máy tính đăng nhập vào domain. Còn những cái gì liên quan đến máy tính, liên quan đến cái máy mà đăng nhập vào domain. Còn cái user configuration là nó liên quan đến những cái chính sách về các cái user cụ thể của domain đó. Thường thì chúng ta hay sử dụng cái cấu hình dành cho computer Windows setting. Đối với nó có hai loại, một loại là policy, một loại là preference. Policy preference thì nó có thể là đấy là các ưu tiên về mức độ ưu tiên chúng ta muốn sử dụng được cái gì, cái cơ chế hoặc là cái thiết lập gì đó hơn. Còn policy là nó mang tính chất bắt buộc. Preference là nó sẽ là giống như kiểu tùy chọn.
trong Windows setting của phần policy nó có một phần là security, thì trong đó nó có account policy, tức là các chính sách bảo mật của account. Thì trong cái này nó có một cái là password policy. Đây là password policy áp dụng cho tất cả các cái máy tính, tất cả máy tính đăng nhập vào domain. Thứ nhất là nó sẽ nhớ được vào lịch sử của một password, là nhớ được 24 mã, 24 password gần nhất này. Cái thời gian tối đa cho một password là 42 ngày và thời gian tối thiểu là 1 ngày. Ví dụ nếu chúng ta tạo password mới mà chúng ta để nó quá 42 ngày, chúng ta phải thay đổi password. Hoặc là nếu mà chưa quá 1 ngày thì cũng chưa thể thay đổi được, nó phải ít nhất là 1 ngày. Minimum password là 7 ký tự, ta có thể thay đổi nó lên, ví dụ cho lên thành 10 ký tự. Rồi cái complexity có nghĩa là nó sẽ có viết hoa, viết thường và chữ số hay là dấu, thì chúng ta sẽ kích hoạt cái complexity của password lên, enable. Và cuối cùng là store password using reversible encryption. Cái này là lưu password bằng cách là sử dụng mã hóa mà có thể đảo ngược. Cái này là nó sẽ để tăng cái tính bảo mật thì nó sẽ chọn disable, ví dụ thế. Đấy là một vài những cái chính sách liên quan đến ví dụ về bảo mật. Software setting thì nó sẽ liên quan đến cái vấn đề cài đặt của mình. Nếu như mà chúng ta muốn có một cái máy tính đồng như các cái hệ thống đăng nhập vào, nó phải đồng nhất về phần mềm ạ, phải có những phần mềm gì ạ, thì chúng ta sẽ vào đây và click new package. Đấy. Sau đấy là chọn cái phần mềm để cài đặt software installation. Thì máy tính mà khi đăng nhập vào mà chưa cài phần mềm đó thì nó sẽ tự động download cái phần mềm đó về để cài đặt lên. Phần mềm đó thêm vào thì nó sẽ là các package chúng ta thêm ở đây. Administrative template liên quan đến system. Nói chung thì các cái thiết lập ở đây là rất là nhiều. Chúng ta sẽ phải tra cứu các tài liệu kỹ thuật để mà xem là từng cái phần này nó sẽ tương ứng với những cái chính sách hoặc là những cái preference gì. Chúng ta khi mà đưa vào áp dụng trong thực tế, chúng ta sẽ hiểu là khi trong thực tế chúng ta cần thiết lập một cái chính sách như thế nào thì chúng ta sẽ vào đâu để cấu hình. Cái này thì nhiều khi là không thể nhớ hết được. Đây là toàn bộ cái setting mà chúng ta thay đổi. Một cái nữa đấy là có thể chúng ta sẽ tạo mới
CPO. Team 1, organization này là create a GPO in this domain and link it here. Riêng nhóm 1 chúng ta sẽ nó sẽ link với cả nó đang được link với cả cái team 1 location. Với một cái policy mới tinh mà không kế thừa từ một policy trước đấy nhưng thì nó hoàn toàn chưa có những cái tất cả các thuộc tính này là not defined hết thì chúng ta sẽ phải vào để cấu hình từng cái một chẳng hạn thực hiện enforce bao nhiêu password ví dụ 10 password okay. Rồi password x bao nhiêu ngày 30 ngày maximum 2000 password là từ định nghĩa 12 ký tự bắt buộc đó thì mình có thể enforce áp dụng link và áp dụng cho team 1 là đây. Nói chung đây mới là những cái giới thiệu ban đầu và giới thiệu sơ khai về những cái tính năng và những cái cách làm để chúng ta làm. Thế còn để mà thực hành chuyên sâu vào nó thì chúng ta phải có những cái case và những trường hợp cụ thể, những cái tình huống cụ thể thì lúc đấy là mình sẽ tìm hiểu thêm để biết cách áp dụng hoặc là mình sẽ học chuyên sâu hơn để ví dụ là có thể là trở thành quản trị viên trong hệ thống. OK. Thì bài hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Bây giờ thầy sẽ điểm danh.